Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 8 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 bế mạc và thông qua 27 nghị quyết quan trọng. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập đã có bài phát biểu quan trọng. Phát triển kinh tế xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao sức mạnh và tiềm lực cho khu vực phòng thủ thành phố. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng tại hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương của thành phố chiều nay. Sẵn sàng cho gala công bố và trao giải những ca khúc hay nhất sáng tác về Hải Phòng vào lúc 20 giờ tối mai tại quảng trường nhà hát thành phố. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban chỉ đạo tại thành phố Hải Phòng. Lãnh đạo thành phố dự hội nghị có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra, khẩn trương rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực cần được thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật theo thẩm quyền của thành phố, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa, cụ thể hóa, quan tâm chỉ đạo rà soát các văn bản pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản pháp luật qua tự rà soát, qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và qua phản ánh của cơ quan tổ chức doanh nghiệp, nhất là các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương. Trân trọng tiếp thu ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra số 1, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Thành ủy Hải Phòng sẽ thực hiện nghiêm yêu cầu của đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã làm việc công tâm, khách quan, đánh giá thận trọng cả về nguyên nhân chủ quan và khách quan đối với những lĩnh vực kiểm tra. Thành ủy Hải Phòng phân công các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình kiểm tra. Thành ủy Hải Phòng tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của thành phố để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành, quan tâm chỉ đạo thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đối với những kết luận mà đoàn kiểm tra chỉ rõ, Thành ủy Hải Phòng sẽ tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy trong việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế hóa quy định của pháp luật về lĩnh vực này trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Văn Lập, Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Dự phiên họp có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị. Đầu phiên họp, Hội đồng nhân dân thành phố nghe thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và đại biểu khách mời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng báo cáo giải trình về những vấn đề cử tri có nhiều ý kiến, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm trong quá trình thảo luận tổ và chất vấn. Với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua 27 nghị quyết, bao gồm:
nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2024. Kết quả giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố. Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Biên chế số người làm việc và hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị và các hội đặc thù thuộc thành phố Hải Phòng năm 2024. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024. Chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nội dung, mức chi thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một phần nội dung nghị quyết số 02 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia. Chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố giai đoạn 2024-2030. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế dân số trên địa bàn thành phố. Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu của thành phố. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố. Danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất năm 2024. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên để thực hiện các dự án. Công tác phòng chống mại dâm đến năm 2025 trên địa bàn thành phố. Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 53 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố. Miễn giảm một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2022. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024. Điều chỉnh, bổ sung lần 8 kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024. Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 16 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập ghi nhận và đánh giá cao các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu và thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, đưa ra các đánh giá khách quan toàn diện đối với những nội dung trình xin ý kiến góp phần vào thành công của kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, tôi xin tổng hợp, khái quát và nhấn mạnh một số kết quả của kỳ họp như sau. Thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận kỹ lưỡng kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2024. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất đánh giá năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, còn nhiều khó khăn thách thức. Song với quyết tâm chính trị cao, tình hình kinh tế xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Có được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc của Thành ủy, sự nỗ lực cao độ trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành thành phố và các cấp ủy chính quyền địa phương, sự chung tay ủng hộ, chia sẻ tin tưởng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Hội đồng Nhân dân thành phố
đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua các nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của thành ủy về tăng cường thực hiện các chính sách xã hội trong năm 2024, bao gồm Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm bổ sung tập trung nguồn lực cho huyện An Dương và Thủy Nguyên để chuyển đổi thành đơn vị hành chính cấp quận và thành phố trực thuộc thành phố. Nghị quyết kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2024 tập trung nguồn lực ưu tiên cho các nhiệm vụ về thực hiện chủ đề năm, các dự án hoàn thành trong năm 2024. Nghị quyết quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thành phố Hải Phòng lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia. Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao. Đây là các nghị quyết phát triển thể thao với các cơ chế, chính sách ở mức hỗ trợ cao nhất cả nước. Nghị quyết quy định nội dung mức chi thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm phát triển và tạo cơ hội cho người dân được tiếp cận nhiều hơn với giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và phát huy truyền thống hiếu học của người dân thành phố, xây dựng môi trường học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Nghị quyết chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo, đãi ngộ, nhân lực ngành y tế thành phố giai đoạn 2024-2030 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến cơ sở ở cấp quận huyện và một số cơ sở y tế đặc thù cấp thành phố. Nghị quyết thông qua đề án chính quyền đô thị thành phố nhằm hướng tới bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính thành phố. Nghị quyết thực hiện đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố là cơ sở để bộ máy chính quyền các cấp vận hành thuận lợi, giảm bớt thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo tính chủ động và khả năng tự chịu trách nhiệm trong xử lý công việc của các địa phương, đơn vị được phân cấp. Nghị quyết về chức danh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ trước đây. Đây là sự quan tâm đặc biệt của thành phố đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố và nhiều nghị quyết quan trọng khác. Thứ ba, về hoạt động giám sát tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét 18 báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan theo luật định. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, qua đó đánh giá toàn diện thực trạng công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời kiến nghị các giải pháp cụ thể khả thi đối với Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành địa phương, đơn vị để triển khai tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Văn Lập đề nghị 29 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt trọng trách được giao. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, với 27 nghị quyết về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó có nhiều nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của thành ủy về tăng cường thực hiện các chính sách xã hội trong năm 2024, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo cơ sở pháp lý để thực thi nhiệm vụ của các sở ngành địa phương đơn vị, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố. Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố vừa được thông qua tại kỳ họp, tôi đề nghị: thứ nhất,
Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch. Năm 2024 là năm phải tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện, khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra. Thứ hai, ưu tiên tập trung các nguồn lực và sớm hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới, xây dựng nhà ở xã hội, đề án chính quyền đô thị thành phố, đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương. Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số ở một số ngành, địa phương, đơn vị trong toàn thành phố, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương, đơn vị. Thứ tư, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội thành phố, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng các chính sách chương trình cụ thể thiết thực, phấn đấu hết năm 2024 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo, hoàn thành chỉ tiêu xóa nghèo trước một năm so với nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, hạnh phúc. Thứ năm, đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đã được thông qua. Với kết quả của kỳ họp thứ 13 và các nghị quyết mới được ban hành, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2024, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Phiên bế mạc kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 được Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình TSP, TSP Cộng và kênh phát thanh FM 93,7 MHz trong hơn 2 ngày qua đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân thành phố, ghi nhận của phóng viên thời sự. Phiên họp sáng nay biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2024, bảo đảm an sinh xã hội được cử tri đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ khi các nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Ngày cuối cùng của kỳ họp thì Hội đồng Nhân dân đã thông qua nghị quyết trên các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Thì trong đó thì có những quyết dự toán ngân sách 2024, điều chỉnh đầu tư công trung hạn từ 2021 đến 2025 của thành phố. Cho nên là những nghị quyết này tôi cũng rất tin tưởng sẽ đi vào cuộc sống và thúc đẩy thành phố Hải Phòng phát triển. Tôi đánh giá rất cao công tác điều hành kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 13. Với cái nhiều nội dung quan trọng trong kỳ họp, trong đó đã thông qua có nghị quyết sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một phần của nội dung nghị quyết số 02. Ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố cùng với nhiều nội dung quan trọng đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn của cử tri mà nhân dân thành phố Hải Phòng đang mong đợi. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố kỳ này thì tôi thấy là có sự đổi mới rất tích cực, sáng tạo, khoa học trong chỉ đạo.
tập trung chủ yếu là giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Và đặc biệt tôi rất ấn tượng với cái sự sửa đổi những nghị quyết 53 để cho các gia đình thực sự khó khăn là được hưởng lợi. Qua theo dõi kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, cử tri chúng tôi thấy Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua một loạt các nghị quyết quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và cải cách hành chính, mở ra rất nhiều những thuận lợi. Cử tri chúng tôi là đặt trọn niềm tin với các đại biểu được dân cử. Hôm nay là cái ngày cuối của cái kỳ họp này, thì chúng tôi thấy rằng là có những vấn đề rất là quan trọng và chúng tôi rất quan tâm. Đó là thành phố đã thông qua được các nghị quyết và đặc biệt có rất nhiều nghị quyết ấn tượng như quyết toán thu chi ngân sách, cái đầu tư công liên quan đến cái việc phát triển của thành phố năm 2024 và của cái nhiệm kỳ này. Kỳ họp lần này thì đã ban hành nhiều nghị quyết mà ở cấp cơ sở chúng tôi rất quan tâm. Trong đó thì cá nhân tôi đặc biệt quan tâm đến cái nghị quyết quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, tăng cái mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách, quy định cán bộ công chức cấp xã được kiêm nhiệm các chức danh của người hoạt động không chuyên trách. Tôi tin rằng nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống và giúp cho những người hoạt động không chuyên trách làm việc nhiệt tình, trách nhiệm mà hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở cấp xã cũng như của thành phố. Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thì có rất nhiều cái nghị quyết. Thì bản thân tôi và như mọi người dân ở trên đảo cũng thế thôi. Là cái lớp tầng lớp trẻ trên huyện đảo là cũng tương đối là đông. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố thì tôi chỉ yêu cầu thành phố và các cấp quan tâm nhiều hơn nữa đến dạy nghề cho lứa tuổi thanh niên để tạo cho thanh niên trên đảo có công ăn việc làm ổn định hơn nữa. Cử tri thành phố cũng đánh giá cao sự đổi mới sáng tạo trong cách thức tổ chức điều hành kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thực sự phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần làm nên thành công của kỳ họp. Chúng tôi thấy là thời gian tuy là ngắn, nhưng mà khối lượng công việc mà kỳ họp hoàn thành rất là lớn. Có một nội dung mà cử tri chúng tôi rất quan tâm, đó là vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh mà được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Đấy, đây nó thể hiện một cái tính nghiêm túc, đây thể hiện tính trách nhiệm đối với cử tri, đối với nhân dân thành phố. Vấn đề thứ hai đặc biệt mà cử tri chúng tôi rất quan tâm, đó là cái phiên chất vấn của buổi chiều hôm qua. Kể cả người chất vấn và người được chất vấn đều có ý thức trách nhiệm. Cử tri chúng tôi tin tưởng vào sự đường lối lãnh đạo của Đảng và nhất là của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Qua theo dõi 2,5 ngày diễn ra kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, với tinh thần với công việc lớn, trong khí sôi nổi, khẩn trương, trách nhiệm, cử tri chúng tôi đánh giá cao các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát huy tính dân chủ, thẳng thắn, nghiên cứu kỹ các tài liệu, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết để góp phần làm nên thành công kỳ họp. Qua theo dõi thì chúng tôi thấy là việc điều hành tại kỳ họp 13 rất khoa học và rất phù hợp với tình hiện nay, đặc biệt là các cái việc tổ chức thảo luận, xem xét và thông qua các cái nội dung của chương trình kỳ họp, cũng như là việc biểu quyết để lấy phiếu tín nhiệm đối với lại các cái chức danh mà do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu, và cũng giải quyết nhiều cái công việc liên quan đến cái việc điều hành đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi rất tâm đắc với bài phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Bài phát biểu bao quát tổng hợp toàn bộ chương trình kỳ họp với những nội dung chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt và cụ thể. Cử tri chúng tôi mong muốn thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao sẽ chủ động triển khai tổ chức một cách hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố để thành phố ta ngày càng phát triển. Với niềm tin và kỳ vọng lớn, cử tri và nhân dân thành phố tiếp tục dõi theo những bước chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2024 và những năm tiếp theo, mong muốn các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo đà cho thành phố phát triển đột phá theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều nay, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố đã tới dự hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố,
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo quân khu 3, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố cùng đại diện các cơ quan quân sự, các sở ngành địa phương. Năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đạt được những kết quả quan trọng toàn diện. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ được bảo đảm. Tiềm lực quốc phòng được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh được thực hiện có chiều sâu, hiệu quả. Lực lượng vũ trang thành phố được xây dựng vững mạnh, chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, thực sự là nòng cốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư, chỉ đạo, hoàn thành diễn tập, huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng. Đặc biệt, tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn với quy mô lớn được lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Quân khu 3 đánh giá cao. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận và đánh giá cao kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương của thành phố năm 2023, yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh, nâng cao tiềm lực khu vực phòng thủ, tiếp tục xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, hoàn thành xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ quận huyện, tăng cường công tác phối hợp, nắm, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời, xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố. Nhân dịp này, Quân khu 3 khen thưởng cho 15 tập thể và 8 cá nhân, Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Chiều nay, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tới dự sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, phường Trại Chuối, quận Đồng Bằng. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đào Trọng Đức đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề sinh hoạt thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế, có ý nghĩa thực tiễn đối với nhà trường cũng như ngành giáo dục nói chung. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng cần có sự đầu tư tốt hơn về cơ sở vật chất để các nhà trường thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển toàn diện đội ngũ giáo viên. Các chi bộ cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc sinh hoạt chuyên đề, trong đó quan tâm phát huy hơn nữa vai trò của chi ủy để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cùng một số nội dung quan trọng khác. Mới đây, lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân số năm 2023 với chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước đã diễn ra tại trường Trung học phổ thông Thái Phiên. Tháng hành động quốc gia về dân số năm nay có chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước. Tại nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới, Trung ương đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nam, nữ, thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%. Để đạt được mục tiêu này, cần có sự vào cuộc tích cực từ các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, cùng chung tay để giúp các em vị thành niên, thanh niên có một sức khỏe tốt nhất cho cuộc sống gia đình trong tương lai, cũng như sự nghiệp của các em sau này, góp phần nâng cao chất lượng dân số của thành phố và đất nước. Nhân dịp này, Sở Y tế trao tặng các phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của trường Trung học phổ thông Thái Phiên. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam, cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Hải Phòng do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tác giả trong và ngoài thành phố ngay từ khi mới phát động. Sau 6 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 200 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Việc tổ chức chấm chọn được thực hiện từ 21 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 2023 bởi các nhạc sĩ có uy tín hàng đầu của Việt Nam và thành phố. Theo ban giám khảo, cuộc thi lần này ghi nhận nhiều ca khúc có chất lượng nghệ thuật cao, được thể hiện theo nhiều phong cách, thể loại âm nhạc phong phú, với nội dung chủ đạo là tập trung ngợi ca vẻ đẹp của mảnh đất và con người Hải Phòng. Hải Phòng đã tổ chức rất là tốt, mà đặc biệt là lại có cái phần mà sau khi chọn những bài vào chung kết lại biểu diễn trực tiếp và để chấm phân loại giải. Thì đây cũng là một cái rất là mới. Tôi cho rằng đây là một cái cuộc thi hết sức là thành công. Ca khúc Hải Phòng trong tim của nhạc sĩ Thanh Trúc lần này Hạnh thể hiện thì đó là một ca khúc rất là đẹp. Theo Hạnh cảm nhận thì đó là một cô gái mới lớn cũng như Hải Phòng của chúng ta đang rất đẹp và đang phát triển.
Cuộc thi là dịp để phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức cá nhân vào việc phát triển văn hóa nghệ thuật, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố Hải Phòng. Sau thời gian làm việc chấm chọn công tâm, ban giám khảo đã chọn ra các tác phẩm xuất sắc tiêu biểu nhất để trao giải và biểu diễn. Chương trình gala công bố và trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vào lúc 20 giờ tối mai từ quảng trường Nhà hát thành phố. Và sau đây, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm từ 75 đến 80%. Phía bắc thành phố, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C, độ ẩm từ 75 đến 80%. Phía nam thành phố, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C, độ ẩm từ 75 đến 80%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C, độ ẩm từ 80 đến 85%. Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.